Hello, xin chào cả nhà nha. Lại mẹ và con 19 đây. Đã lâu lắm rồi mình không có lên clip nha các bạn. Mình lên núi. Hôm nay mình mới xuống núi nè. Lời chào đầu tiên mình xin gửi đến tất cả các anh chị em. Chúc các anh chị em được dồi dào sức khỏe nha. Luôn may mắn, thành công trong công việc. Và hôm nay mình đã nhận được một cái hộp này. Mình muốn là làm cho anh Rêu bất ngờ. Bây giờ mình đi, mình đưa cho nó nha, để coi thử cho nó biết đón được là cái gì không ha. Hello anh Rượu. Hello, hi. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Đây ha. Your hot pot and pocket. Let's do away the phone on thing can you sao? À, mình hỏi nó là tao mama mới nhận được một cái hộp này, có thể đoán ra được là cái gì trong đó hay không? It's got, maybe it's got some. Andrew nói là có thể là một cái điện thoại, Yep, cái ốp lưng của cái điện thoại. Ok, đu khăn ốp lên lên. Mình nói là mở ra đi. Đu lì. Where there? Tên 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 Ốc cho đen em. Vẫn còn đang hồi hộp nha các bạn. Anh Rêu còn đang hồi hộp. Không có biết là cái này là cái gì. Can you say này. Mình nói đó. Oh, thank you. Thì bây giờ là anh Rêu đã biết rồi. What's say man đâu? Tack so mycket. Say Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là thanh lưu ốp này lên. Luôn lên. Đây, cái đó là một cái bịch. Ốp này lên ha. À, cái này thì lúc trước mình đã có mua cho anh ta một cái rồi, nhưng mà làm hư rồi và chê cái đó đó là không có xài là coi như không có ngon. Không có có nhẹ tay cho nên bây giờ mới mua một cái này cho nó. Với đây luôn đà. Cái này là cái cạc. Cái cút này. Các bạn biết cái này là mua là cái cục hồi trước á, mua thì nó có 200 mấy à. Cái cục này tới cả 1.000. Hơn 1.000. Cho nên nó có những cái mấy cái đồ bảo hành cái này kia đồ đủ hết. Và những cái vật dụng đồ này kia để mình thay. Các bạn mới thấy là hồi nãy mặc cái áo màu xám, bây giờ là đổi lại thành cái áo màu kem. Nó ngồi nó hơi tròn quá cho nên nó ngồi cái áo kia nó hơi chật, nó ngồi cho khó chịu quá. Cho nên anh ta vô anh ta đổi cái áo mới, đổi cái áo khác nha các bạn. Chứ nhiều khi thấy ủa sao làm cùng một video mà mới thấy mặc áo kia giờ mặc áo này, là do anh ta nói là cái áo kia chật quá rồi ha. Thì bây giờ để mình hỏi nha, bây giờ để mình hỏi anh Rêu coi là nó làm được trong cái này trong bao lâu rồi mình thách đố với nó ha. Rồi anh Rêu. Dạ. True Rêu, how long did you can fix it in there? Em mình hỏi nó là trong bao lâu mẹ là anh Rêu có thể làm thành cái này giống như trở lại như vậy. Thì nó là trong vòng 1 phút. Thì bây giờ để mình nói ha, mình hỏi coi anh Rêu bây giờ nó có thể làm trong vòng 55 giây. Nếu mà làm được trong 55 giây thì nó muốn cái gì thì mình sẽ chiều cái đó. Ok. Lucy do can a minute to fix the dent. Manly do can do then for 55 seconds. Do claw the dent. So do can for some do unska. Vad jag vill. Ok. Jag önskar mig vad jag vill. Ok. Do can fix the dent. Ja. Do second. Yeah. Do clara in the. So do ho three monat ho in the monat pen à. Okay. Yeah. Rồi. Rồi ha. Bây giờ mình hỏi nó là bây giờ coi như là bây giờ nó sẽ làm ra trong vòng 55 giây. Nếu mà nó làm được á, nó làm được cái này á thì nó sẽ được, nó đòi cái gì cũng được. Còn nếu như mà nó không đạt được trong vòng 55 giây thì sẽ trừ tiền tiền của nó 3 tháng. Tại vì mỗi tháng là nó có được tiền
được cho tiền tháng á, là mỗi tháng là được tiền, cho nên nếu mà nó không thực hiện được thì trong vòng 3 tháng nó sẽ mất cái tiền, nó 3 tháng không được có tiền. Rồi đồng ý, ok. Ok, rồi. Bây giờ để mình ngừng cái video xuống để mình dặn cho cái này nó quay đến chỗ khác nha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình cũng đã trộn là mình xong hết rồi ha, mình cũng đã thấy ra cái màu nó khác rồi nè. Rồi mình cũng cố gắng mình quay cho nó khác mà nó cũng nằm vậy, mình cũng không biết chơi cái này. Cho nên quay nó như vậy đó, được tới như vậy thôi. Thì cũng thấy tùm lum màu hết trơn rồi các bạn ha. Đó. Rồi thì bây giờ để hỏi nó sẵn sàng chưa nha. Adorado. Dạ. Adosecane. Ừ. Ok. Lominter. Trimonat. Penga. Ừ. So. Benta. Set the clock can. So, 3, 2, 8. Hả? Adorado. Ủa nó xong mà các bạn ơi. Nó có 31 giây à. Ủa nó xong rồi. Ôi mình đi thua rồi các bạn ơi. Gratis. Nó mới có 31 giây 60, mình mới vừa nói 30 giây xong, tự nhiên mình quay qua mình thấy nó xong rồi các bạn. You are very dirty. So. Dạ ha. Rồi bây giờ mình thua nó rồi, để mình hỏi nó coi nó muốn cái gì nha. So what's Karu Unska after du hopun net then? Jag vill åka till Liseberg. Med min kompis. Aha, bây giờ mình hỏi nó là bây giờ nó muốn cái gì? Thì nó nói là nó muốn đi chơi tàu lượn gì đó, cao tốc gì đó các bạn, giống như ở Đầm Sen của mình đó. Kando Visa Building, nothing, non video. Rồi đi nó đòi đi chơi này các bạn ơi. Đó, nó đòi đi chơi mấy cái này. Sorry hoa anh á. Mẹ đó, đây là anh đó. Rồi bây giờ mình thua nó rồi các bạn. Mình tưởng mình ăn của nó được 3 tháng tiền của nó, mà giờ nhà đâu nó thua rồi. Nó có 31 giây, gần 32 giây. Mà mình cho nó tới 55 giây, mình đâu có biết là nó liền hôm nay đâu. Ở lúc mà mới thì nó lừng được 1 phút mấy. Nhà đâu mình bị tổ chát. Thôi thì video đến đây thì cũng dài rồi ha, mình cũng xin tạm dừng. Thì để khi mà mình dẫn nó đi chơi, coi như là mình trả cái lời hứa của mình trả nó, coi như là khi nó thắng thì mình phải dẫn nó đi đâu nó muốn. Thì bây giờ chắc chừng để coi chừng vài ngày nữa hay mình rảnh thì mình sẽ dẫn nó đi. Thì mình lúc đó mình sẽ quay phim lại cho các bạn xem nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và luôn may mắn trong công việc. Khanh Rui Xê chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Vinh ca. Chào tạm biệt. Chúc cả nhà. Vui vẻ. Và may mắn. Bye. Bye. Thì thôi thì mình cũng xin bye bye các bạn ha, tạm dừng, hẹn ở video kỳ tới. Bye.